Chào các bạn, mình có mua mới tôm sú về vậy? Mình chấm mù tạt các bạn. Giờ mình rửa sạch chứ, sau đó cái mình lọc cái vỏ tôm ra, rồi mình sẽ để lên trên nước đá cho nó lạnh, rồi cái mình lúc mình ăn á, mình tái chanh chứ mình chấm mù tạt. Giờ mình sẽ rửa sạch xong rồi cái mình lọc vỏ nó. Cái đầu để lá chút xíu nữa mình luộc ăn sau đi. Giờ này mình sẽ lọc cái vỏ nó mịn nó ra. Mình sẽ lọc một phần thôi, còn mấy phần kia mình sẽ hấp nó. Bởi vì món chấm mù tạt thì mình sẽ ăn thử nó thôi, chứ mình lần đầu tiên mình ăn đầu sống chấm mù tạt mà, cho nên mình sẽ làm ít thôi, sợ ăn không được đó. Mình lọc cho vậy thôi, rồi lát xíu nữa mình sẽ lấy cái chỉ trên lưng nó. Mình lọc ra xong rồi các bạn. Giờ mình sẽ sẽ lấy cái chỉ lưng nó ra. Đó. Mình lấy cái đường chỉ lưng này ra, mình bỏ nó. Tại vì do cái đường chỉ lưng này nó dơ á, ăn rồi nó dơ. Nên mình bỏ. Sẽ nhìn cho nó đẹp. Dù sao cũng vô bụng thôi, nhưng mình sẽ cho nó đẹp, trình bày đẹp như vậy thôi. À, mình lấy chỉ xong rồi các bạn. Giờ mình để lên ướp nước đá cho nó lạnh. Cái tôm sống này nè là mình ăn chung với lại rau cải bẹ xanh, có thêm gốc hành nữa. Đó, mình sẽ ăn chung với gốc hành với cải bẹ xanh này nè. Đây, cải bẹ xanh mình rửa sạch rồi. Còn phần tôm còn lại thì mình sẽ hấp nó thôi, để tôm mù tạt là mình ăn thử coi được không, thấy người ta ăn rồi mình ăn thử coi được không. Giờ mình sẽ đi nhúng lửa hấp cái này, và trong lúc trời chỗ này lạnh. Này cái tắt nhà mình nè mấy bạn. Mình sẽ làm một cái tô nước tắt để mình nhúng vô mình tái nó. Giờ thì mình làm chén nước tắt nha các bạn, thì lát xíu nữa mình tái con tôm.
rất ngọt đó. Hấp dẫn không mấy bạn, giờ này để cho nó sôi lên. Cái này mình không có hấp nước dừa, mình hấp sơ nó thôi à, hấp bằng nước không để mình chấm nước chiên chanh ăn chơi vậy á. Rồi đợi, đợi cho nó sôi, giờ mình sẽ pha một chén nước chấm bột tạt. Cái này là wasabi nha các bạn, ngũ tạc của Nhật Bản hay gì. Ngũ tạc mới chạy chợ mua nè. Cài tới nóc luôn. Giờ mình sẽ cho thêm nước tương vô các bạn. Đó. Mình đánh nó lên. Là một chén wasabi. Rồi, để đây đi, chuẩn bị yến tiệc, tôm tái chanh, tái mù tạt. Dĩa tôm của mình nè, đó, để cho nó lạnh ngon luôn. Chờ chút xíu đây, cho nó lạnh lạnh con tôm cho nó ngon. Đó, giờ mình sẽ ăn thử tôm nha các bạn. Nay có ông bạn mình xuống chơi nữa. Hello các bạn. Nay nó bệnh rồi, cho nó ăn thông mũi luôn. Giờ gấp con tôm. Đó. Nhúng vô trong cái chén nước tắc nè. Vô cho nó tái đi nè, thấy không, nó tái cái nó từ con tôm mà trắng cái nó chuyển qua màu đỏ đỏ hồng hồng nè, nó tái nó chín. Thấy không các bạn, từ con tôm nó trong khe như vậy nè, mà giờ này qua con tôm nó tái lên, nó nhìn cái màu chín nó luôn á. Chấm vào trong cái nước ngụt tạt rồi cuốn vô lá cải bè xanh. Ăn cái cuốn này chắc nó lên cái nóc luôn. Chuẩn bị sốc tới mũi nè nha. Thank you.
loại mù tạt này nó không có nồng dữ, nó vừa vừa à, nó vừa vừa à. Rồi thì mình mua nó không có dữ tạt, mình vẫn còn chịu được. Nó kiểu nó nồng nồng lên thôi, nó chỉ thôi, nó không có rồi. Giờ em cho nó tặng nội cho mẹ luôn, bơi cho mẹ chén nữa, cũng như là cải. Mình chấm lại lần nữa dữ luôn. À. À. Ra nước mắt luôn. Bây giờ nó mới dữ á. Chưa tới đâu. Ra nước mắt luôn á. Chấm lại cái nữa. Cho nó anh hùng. Nặng ngồi lên như vũ vũ lắm, ra nước mắt luôn. Ra nước mắt luôn. Còn chị mới tới nè. Ừ, tới chị. Làm cái nữa cho nó lặn lội vô trong này. Gấp gốc hành đó, chấm nhiều dữ luôn cho nó đã. Thôi cái ngày hôm nay mà mình bệnh như mấy bạn ăn cái này vô là thông mũi luôn, hết nhạt mũi luôn. Ăn gốc hành cho nó hãm lại. Cái gốc hành mình ngâm vô nước đá này nè, nó gọn gọn mà mình ăn cái gốc hành thì nó hãm lại cái độ nồng của wasabi. Tôm hấp bên kia cũng chuẩn bị tới nơi. Giờ mình sẽ không có nhúng vô trong cái nước wasabi với lại nước tương. Giờ mình sẽ chơi trực tiếp luôn. Coi coi cấp độ nó có cao hơn không. Xe lắm nữa. Xe làm video mà chơi wasabi cho tao. Đó, mình sẽ chơi trực tiếp vậy luôn. Rồi coi có cấp độ có cao hơn không. Mình sẽ không chấm qua nó, mình chơi trực tiếp luôn. Thật sự là giờ mình đang định tâm lý. Cần bộ lớp ngoài nữa không? Thôi. Chưa thấm đâu. Lại để cho tôi bắt tôi chào ra liền đó. Tôi bắt nó chào ra liền đó. Được, khó thở. Thôi nước mắt khóa mi luôn. Để thở giờ. Cảm giác nó sốc nhanh hơn cái mình chấm này luôn á. Cái này là mình tụi mình nó pha rồi nên cái độ mình nó nồng không bằng. Quá lạ. Lâu lâu cứ thử cảm giác feeling. Các bạn có gì có gan dám thử giống mình vậy đó. Thọ chấm con tôm vô trong cái nước này không mấy mấy cho anh tao đặt này, mình tao cũng muốn lại chấm này. Dứt. À, nó dai.
dặn sao? Thì thử mới biết chứ không tả được. Thế là bị dụ đó hả? Không có, anh có sao không? Không có sao hết á. Thử đi. Thấy nó tái, nó chín luôn hồn, nó chuyển qua cái màu chín luôn phải không? Chín nữa hả? Ừ. Cơm gì chín gì? Chín. Thiệt không? Thiệt. Rồi là dày dày sao nữa? Quấy vô đây. Vậy hả? Ừ, quấy chữ vô. Nước này nước gì vậy? Cái này là wasabi cộng với lại nước tương. Trời ơi, ăn chắc chết. Làm gì chết, em ăn thử mà ba cũng còn. Ăn ba cũng còn, ăn có sao chưa? Chưa, em còn ngồi đây nói chuyện được. Thiệt hả? Dứt đi. À, ừ, dứt đi, dễ vô đây cuốn 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 không? Chấm mấy ngàn cái nữa. Rồi về phải không? Rồi cuốn là vậy hả? Đi. Rồi cuốn là vậy. Rồi. Rồi chấm nữa. Ừ, chấm cái nữa. Rồi rồi sao nữa? Bỏ họng hết luôn, dứt. Ăn vậy hả? Ừ. Thôi đừng có cắn, từ từ bỏ vô luôn á, cái đã. Ừ. 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 Coi dữ vậy. Ừ. Hít vô thôi, đừng có thở ra, thở ra anh nồng chết luôn. Vô mất. Thôi ghê quá. Không ăn nữa không? Để này để làm gì vậy? Gốc hành để ăn kèm vô hãm cái đậu con nồng này thôi. Ăn chảy nước mắt luôn á. Ai chỉ ăn món này hả? À? Thấy trên Sài Gòn ấy. Trời ơi. Trời, để làm nồi này làm gì? Này gì à? Tôm hấp. Trời ơi. Mình làm có mấy con à? Lái nè, ăn thử à. Bụng dục này đi. Rồi, ăn con tôm hấp thử coi. Chưa, mới bỏ vô mà. Coi bộ ăn còn ngon hơn con tôm này á. Nhưng mà cái tôm này cay quá. Người ta ăn ngon không? Ngon. Ngon lắm hả? Ngon. Thấy là ăn ngon đó. Nhưng mà ăn đừng có chừa cái đuôi. Gỡ đuôi đi. Ý là bỏ cái đuôi đi, đặng nuốt ăn vô luôn á. Tức là nhai luôn đuôi à? Không, bỏ cái đuôi đi á, cắn trước cái đuôi á. Ừ thì cắn trước cái đuôi. Ừ, vậy chắc mình quên nè. Tại nào không cắn thôi. Đúng rồi, tụi nó bỏ trong cái đuôi vô luôn. Ngàn gì nó bị dướng cái đuôi. Giờ tôm nó sôi chín lên rồi các bạn. Giờ mình dứt thử. Làm thử con tôm hấp. Trời nóng quá. Rồi cái nước cái tôm ra ngọt cách luôn á. Ôi gạch ngon. Ở ngoài chòi này tiện không? Dùng mấy cái vỏ tôm này nè. Trên nhà mình thường hay mình phải bỏ vô chén đồ này nọ. Còn đây quăng. Dễ đơn giản. Đó. Tôm ngon không? Mình sẽ chấm lại cái nước chấm thần thánh wasabi. Ừ, ngon. Thôi, video mình tới đây xin kết thúc nha. Tạm biệt các bạn. Các bạn nhớ like, share, subscribe kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn. Làm thêm mấy con tôm nữa. Nóng quá.